Dạ, xếp hàng giúp con. Xếp hàng giùm con đi chú, xếp hàng giùm con đi chú, chờ đợi rồi. Dạ xếp hàng vô giùm con nè, dạ xếp hàng giùm ạ, cho nó đỡ rối à. Dạ xếp hàng vô giùm em anh. Dạ xếp hàng đi. Có phiếu là có phần không sao hết. Nhớ nha. Ok. Mẹ giữ nó đi xem. Đúng rồi. Anh gọi chưa? Rồi. Ý là gọi nếu mà chung pha thì cái mấy người cho nó xuống của em chờ lại cho xuống. Dạ xếp hàng vô giùm con chị, cho đỡ rối. Dạ đây nè.